nước ngoài về phải không? Gì nữa? Cúc á là một trong những khán giả của chương trình Người Em cũng rất là thân với Lộ luôn. Tại tại vì sao là thường xuyên đến ủng hộ cái đoàn Hoàng Nói. Cúc cũng là một người hát vô tô luôn quý vị, nhưng mà đi đoàn truyền thống đoàn với Hoàng Huy đó thì đi dưới thật rất nhiều lần, cũng biết em có hát nữa. Có những nào mà em sẽ quyết định là hôm nay em sẽ tham dự cái chương trình của Hoàng Nói không? Cũng có muốn. Cũng có muốn không? Đúng rồi. Tình trạng của em bây giờ là cái gì nè? Độc thân. Độc thân, vui vẻ, ok. Rồi nhưng mà trước khi mà mình đến với cái phần mà gặp gỡ cái người chơi buổi tối nay đó, thì theo em thì trong đoàn Sài Gòn Tinh Thờ những bạn nam thì theo em bạn nào sẽ là để lại em ấn tượng gì nhất? Chắc là bà Tiên Trần quá. Bây giờ chúng ta sẽ nét qua một bên để mở màn để chào đón. Lưu có phải giống như là em nghĩ hoặc là nó thấy ngược hoàn toàn? Yeah. Xin mời chúng ta cùng hướng mắt lên sân khấu và quay bên kia nha. Và đến với nhân vật tiếp theo của bạn Cú Hê Hoàng đang lên sân khấu tới thời. Trời ơi. Trời ơi, cái này ai che mặt đó chị trời. Có che cái mặt cái nhìn cái đùa đó biết không? Dễ thôi. Ok, vậy trước khi mà tại vì Phúc làm chị biết rồi, các bạn có thể giới thiệu tên đầy đủ của chúng như là hôm nay bao nhiêu tuổi, đang làm gì, chị nói tới sơ sơ, tại chị biết nghề hát thì cũng thôi. Em tên thiệt là Trương Ngọc Phúc, trên Facebook em tên là Hiếu Phúc Rano. Hiện giờ là em nay 31 tuổi, hiện giờ em đang kinh doanh tự do. Ngoài đi hát còn kinh doanh nữa ha, là có tên nghe nói là có cửa hàng riêng nữa gì, rất là ok luôn. Tuy nhiên cho chị hỏi là trước đây mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi nè? Chắc từ mấy đến 20 mối gì đó chị nghe thôi. Mười mấy đến 20 mối là thôi, bây giờ mình đừng kể những mối tình sâu đậm nhất. Mình tính là nó lâu dài đó, để lại cho ấn tượng khó hay với mình đó. Có mối tình nào là sâu đậm nhất không? Mối tình sâu đậm là cái thời mà em vừa đi hát ô tô, em nghe được anh nói được 4 năm. 4 năm luôn? Đúng rồi, quên 4 năm giờ mới về, lần đám cưới dẫn về nhà hỏi luôn. Ồ, có đám cưới dẫn nhà hỏi luôn. Nhưng mà vì sao là nó lại kết thúc như nó rất đẹp vậy? Nói chung là không hợp. Đúng rồi, anh đó anh lớn em có một bộ giáp rồi. Xong rồi ở xong rồi sao mà không hợp, xong rồi quyết định ra Sài Gòn kinh doanh ở Sài Gòn. Thì vậy em mong muốn là người đây giống như là trong đầu hãy cho chị nghĩ là mình sẽ kiếm chồng đúng không? Vì một người rất là trai nhau nhã thư sinh chứ gì. Nhưng mà thì con không biết là bên kia là ai. Nên bây giờ cho hỏi là bên kia mình thấy nhân vật của mình bên ai vậy đó, mình nghĩ sai nè. Thì bên đây cũng đã có nghe cái sự chia sẻ của bạn Phúc bên kia rồi. Thì bạn Phúc đã trải qua nhiều mối tình đúng không? Nhưng mà bạn nghe đây nói thì chắc chắn lần này là mối tình cuối cùng của Phúc rồi đó. Dạ. Bên đây không những là một con giáp đâu, 3-4 con lận. Nó cộng lại là cộng số lượng lên dữ vậy hả? Và sẽ có một cái bất ngờ cho quý vị khán giả. Xin mời con giáp này. Đây mới chính là cái người mà bạn muốn gặp hôm nay giết được người bên kia. Yeah. Wow. Hình như là có gì đó rất là bất ngờ. Rất là bất ngờ. Bây giờ thì chắc có lẽ là thôi không có thời để đâu, mình sẽ đánh cái câu hỏi từ bên kia. Hồi nãy giờ cũng nghe được cái nhu cầu, cái mong muốn rồi. Thế em thì em muốn tìm hiểu cái người còn lại. Nó thuộc cái chị nói hôm nay là theo cái nhu cầu của mình là thế nào đó, em sao không được, tại vì em có thể cho bạn xem. Ok, thôi chị cho nó rõ ràng thế, tại vì mình là trong cộng đồng thì hơi rõ ràng chút xíu nó sẽ dễ hơn. Rồi bên đây vừa mới nghe cái hệ ở bệnh rồi thì bên đây cũng nói luôn là cũng hơi là e dè cái một chút xíu, tại vì cũng sợ Quỳnh Hoa, Cúc Liên, Nguyễn Chi. Rồi tất nhiên rồi kiểu vậy đó, nghĩa là bên kia người ta ngại là những người thuộc cái đường chính khóa đó cái gì, có nghĩa là những người trong cộng đồng đôi khi họ sẽ rất là nam tính, rất là non, có những người rất là nữ tính, thậm chí giống như là phải thích làm lộ luôn, là con gái luôn, thì bên kia người ta lại sợ như vậy. Thì em có đi hát có làm giả gái được không? Không, em không giả gái, tại vì em giả gái khán giả mà coi em chị. Biết được khuyết điểm của mình cũng là một cái ưu điểm đó em. Khó chọn tâm nền ạ. Đúng rồi, chị có thấy em cách trang điểm đi làm một lần chị cũng sợ đó. Rồi, cho chị hỏi thế nữa là cái gu của người yêu của em đó là ví dụ như là họ phải ngọt ngào
thư sinh hay là ga lăng hay là hàm hố chút xíu. Đối với em, anh em sao nó được thì chúng ta quan tâm nhau là được. Thứ nhất, thứ hai là gu em mà chuyện thương người có giờ có thịt thì được ớm thôi. Có trắng không? Trắng thì mình không quan trọng. Có da có thịt hả? Trời ơi, em biết gì đổi người. Trời ơi, đổi chi không biết nữa trời. Rồi, đổi luôn, rồi. Còn đổi nữa hả? Rồi, hợp lệ luôn. Chính xác rồi, trời ơi, người này chạy đi đâu nữa. Rồi, bây giờ... Ủa gì em có hợp, ủa gì? Ok, bấm nút. Nếu mà hợp, thôi, bây giờ xin mời quý vị hướng mắt về sân khấu. Chúng ta sẽ kéo màn, mời ngồi quay lưng lại. Chúng ta sẽ biết được kết quả bây giờ, để hai người gặp nhau nha. Sợ, ủa hẹn. Hai. Không nhận giờ có nói hẹn quý vị. Rồi, bây giờ xin mời kéo màn. Ủa, sao cung dữ vậy? Nhưng mà bắt qua em mới chặt với đi ăn. Em nói là ngày mai chậm anh biết là em đăng ký thiệt. Dễ hả? Thiệt. Đi ăn hả? Ăn gì mà rung quá vậy? Tại vì chậm hiện tại là chậm có thể giới thiệu về mình được không? Chút xíu được không? Dạ thì chắc là em, khán giả đều biết em hết trơn rồi. Nhưng mà cái về tình trạng hôn nhân của em là em đang gặp thôi. Nhưng mà sau khi mà mở cái màn này ra gặp vị khán giả này thì bao nhiêu cái thích tình lục dục của em có tan biến hết chưa? Ủa là sao? Khó quá vậy? Không phải cái này, không phải cái này là mình phải công bằng. Tại vì nó phải là công bằng phải không? Đó là bạn muốn hẹn hò, các bạn có muốn hay không chứ. Cả đôi bên đều phải là mong muốn chứ không phải là một chiều được. Cho nên là chị nói là hôm nay cái show nó rất là nghiêm túc và thật sự nếu mà em có mong muốn, bạn cũng không có mong muốn thì nó rất là điều quá tốt đẹp. Còn nếu mà không có thì người ta cũng sao cũng biết được đối phương đang nghĩ gì về mình. Cái điều đó cũng là một điều tốt, không phải là điều xấu. Cho nên là rất là công bằng luôn chứ không phải chiều khán giả là mình cứ xong rồi cái ra về để cho khán giả một phần nó không được. Cho nên là chị cũng rất là thích cái chuyện mà mình cứ thẳng thắn cho mọi vấn đề luôn. Rồi, ok, và cái bây giờ chắc có lẽ là sẽ dành một phút để cho các bạn có thể giao lưu nha nè. Rồi sao tối hôm qua nếu mà tôi đi một ly rồi đó rồi sao không có nói trước là ông phái tôi thì cứ nghe cứ chuyện cũng bị. Trời ơi, cái gì kìa, bạn nhậu chứ ta có nói mà mày xỉn rồi quên gì đó. Quên rồi. Rồi bữa nay nói gì nói đi. Đó bữa nay nói gì nói đi. Rồi bấm nút luôn. Hồi đó rồi nó học bấm nút đó. Rồi cuối cùng kìa nó bấm nút luôn. Thầy biết hồi đó tôi hôm qua tối tôi nói chuyện trọng rồi nói là nếu mà ông hồi đó là tôi sẽ không bấm nút mà giờ hỏi thiệt đang trên sân khấu luôn. Yeah. Bấm nút thì không thôi. Thôi bây giờ là không hỏi nữa, mình bấm luôn. Dạ, yeah. Xin mời hai bạn sẽ đặt tay lên cái nút này. Đó, bấm cho nó ra, nếu bạn đồng ý thì sẽ bấm nha. Còn không đồng ý thì mình không bấm. Rồi, xin mời đèn ạ. Bây giờ thì giờ có quyết định liệu chúng ta có tiến vô đúng nữa hay không. Chúng ta sẽ quyết định chỉ có một người bấm sẽ là không quý vị nha. Hai người bấm, họ sẽ gặp tay nhau ra về. Và bây giờ xin mời quyết định 1, 3, 2, 1. Dạ. Cái này em cũng phải chia sẻ thiệt luôn là cảm giác bạn bè với nhau á, mình là đi ăn đi uống đồ chung mà thì cái nóng mái nhau một cái nó bị kỳ đó mọi người ơi. Rồi về bán bánh mì mình qua hay là cái gì? À hiểu rồi, cái đó vậy thôi, hiểu rồi. Thì nói chung là hai chị em cùng giấu đó phải không? Có chuyện chị ngồi ở đây em bấm. Tao có chồng rồi. Chơi thôi cho khán giả vui. Không, tao không có chơi, tao thiệt không à. Rồi thôi bây giờ để cảm ơn Phúc đã đến với trường hợp tập thời thì có lẽ là thôi chồng sẽ tặng đồng một món quà đi nha. Cảm ơn Thầy được mấy tiếng đó chị. Mà đây cái đồ chầu cũng thấy hợp không? Không, tặng cho khách thôi. Rồi, chồng, chồng. Cảm ơn Phúc rất là nhiều đã đến với trường hợp tập thời nha. Không có gì phải buồn, không có gì phải buồn. Nên mang con cốc. Mai vỏ cọc cho em. Rồi. Không có gì. Rồi, nếu bây giờ, ai biết chúng ta một lần đề quyết sẽ bắt đầu giờ số gì nha. Thì là tình yêu, bye bye.